Qua cái đợt vừa rồi thì rất nhiều các bạn trong cái bình luận thì nay chia sẻ về cái thức ăn chúng ta thay không phải mua phấn nữa. Thì qua các lời bình luận của các bác và các bạn đấy thì nói chung là cũng tôi nói thẳng ra là tôi chưa thử đấy. Tôi chưa thử đâu nhá, nhưng mà trong 1 kg cám gạo, 1 kg cám gạo đấy, là nó có 300 bao nhiêu calo đấy. Và tôi sẽ để bên này, hình ảnh bên này, tay này để các bác các bạn tham khảo. Thế thì chúng ta không có điều kiện mua phấn, mà qua các lời bình luận của các bạn ấy là hầu như là ông ra người thì dùng ngô nghiền đấy, bột ngô, tôi gọi bột ngô, ông nó cũng về ở ngoài trời này, thế rồi thì cám gạo đấy, thì ong nó cũng lên trùng lên nhộng. Thế thì không có điều kiện mua bột ngô, mua phấn và đỗ tương. Cái đỗ tương thì chất đạm của nó rất nhiều, nhưng mà nó khổ cái là nó đi xay là nó hay bó. Thế thì các bác lấy độ khoảng tầm 1 cân gạo nếp mới lại ít đỗ xanh, cân gạo nếp, cần đỗ xanh này, xong là rang chín lên, rang làm sao đừng để cho nó cháy nhé, gọi là rang chín rang khéo. Và chúng ta lấy 1 kg cám gạo nữa, cám gạo chúng ta rang rang lên làm sao để cho nó thơm nhé, nó chín thì con ong sau này ăn nó đỡ bị hay bụng đấy. Ba cái đấy là mỗi đằng một tí, xong rồi chúng ta mang đi cái chỗ nào người ta xay bột gạo trẻ em đấy, chúng ta xay thử, xong là về chúng ta thử cho đàn ông ăn đấy. Thế thì cứ pha đun nước sôi lên rồi chúng ta cho đường vào, chúng ta ngoáy rồi chúng ta cho bột vào, bột vào làm sao cái nước đường nó ngọt ngọt tí. Thế thì bột tổng hợp như thế thì là nó đã chín rồi, hay là ngô chẳng hạn, nhưng chúng ta phải rang nó chín lên nhá, đừng để cho nó cháy, rồi chúng ta sẽ rải cho đàn ong ăn đấy. Đây là những nơi là thức ăn là thay chứ chúng ta không phải mua phấn nữa. Mua phấn thì thực sự ra là nó cũng công kềnh lắm đấy. Giờ phấn là 100 này đấy, bột là từ giá từ 32 rồi đến 35.000 một cân đấy. Mà mục đích của chúng ta là chỉ có giữ đàn ong làm sao cho nó tốt đấy. Thì nay cũng chia sẻ với qua như các lời bình luận của các bạn và các bác, như mật ong Xuân Cảnh ở Thanh Hóa là toàn bằng bột ngô, còn rất nhiều người là đã rút cầu rồi cho ăn bằng cám gạo đấy. Thế thì nay cũng chia sẻ là chúng ta gạo nếp này, đậu xanh này, rồi bột cám này, chúng ta cám thì chúng ta phải để rang riêng ra riêng ra làm sao vớt được cái cám gạo, cám bay nó ít tấm đấy, nó mịn đấy, cám đấy thì mới gọi là cám. Thế rồi chúng ta đi máy, chúng ta nghiền rồi chúng ta pha vào cho ong ăn. Làm chúng ta có phải thử đấy. Cơ bản là chúng ta phải rút đàn từ 5 cầu rút về 2 2 triệt để luôn đấy. Mục đích chúng ta chỉ giữ giữ ong thôi, giữ thế đàn thôi, làm sao là khi con ong mà nó đã được ăn phấn mà nó sẽ đẻ trở lại và nó lên trùng rồi thì cái thức ăn để thay phấn thì bằng bột gạo, rồi bột ngô, rồi bột đỗ xanh, rồi cám gạo, chúng ta tổng hợp vào rang lên để chúng ta cho đàn ong ăn.
cho nó có cái công ăn việc làm. Làm sao mà nó cứ cứ nuôi được trùng mà nó cứ kế tiếp đi, mà sau này khoảng 2 tháng nữa qua cái hè thu này mà nó đàn ong nó không đốt là rất ok. Thế thì hôm mùng 4 có bác Cường ở Ý Yên Nam Định nuôi ong, bác ấy khai thác ít, cũng ở vùng mật nha, khai thác ít thì giờ là thế đàn rất đẹp, ruột cũng rất đẹp. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi thì những ai mà đã quay mật nhiều lần rồi thì tốt nhất là không nên quay nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục rút cầu triệt để, rút là vứt hẳn ra ngoài. Và nhớ là đừng để cái cầu mới và ong nó không đẻ mấy. Về mùa này hình thức chung chung là ong chú là thích đẻ vào cầu cũ. Cầu làm sao mà chúng ta thay được khoảng 2 3 tháng nay này là ở những cái cầu đấy đẹp nhất. Rồi chúng ta sẽ tự chế ra gọi là bột cám thay cho phấn, chúng ta không phải mua. Ở đâu chúng ta cũng làm được, ở đâu chúng ta cũng giữ được. Chỉ cần làm sao pha với nước đường càng ngọt càng tốt. Còn ong nó ngọt thế cho ăn thì chúng ta phải cho ăn thử, thì chú ý như thế. Thế thì mời các bác và các bạn xem tiếp phần video của bác Cường, cũng ngoài 60 tuổi rồi, ở Ý Yên Nam Định, có gửi video cho tôi. Vâng, xin chào anh Viết nha, chào anh em nuôi ong. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 âm lịch và bận làm mùa nên là cấy hái này đi đi kiểm tra được mọi người ạ. Đây là thế nào đây? Wow, chà. Còn ok lắm. Chưa có đầu tư gì đâu mọi người ạ, chưa có đầu tư một chút gì cả. Chưa có rũ bớt cầu đi, vẫn để nguyên si như thế. Năm cầu mọi người. Nếu có điều chỉnh thì cứ bắt đầu sang tháng 7, tháng 8 thì nói chung là chúng nó xem nguồn thiên nhiên hết rồi thì mới có sự điều chỉnh. Cầu này lao từ hôm mùng 5 tháng 5 này mọi người. Đây không một phấn mật quá nhiều phấn thì cũng không tạo được. Ôi mặt nhiều thế mà vậy, mặt nhiều thế nhưng không quay cái kệ này thôi. Ở Nguyễn Cường ở Yên Nam Định. Có cho vào
dữ phết. Rồi xem tiếp cái cầu này nữa xem như thế nào. Mọi người ơi, nhận quá đẹp mọi người ạ. Mặt chà chà chà, nhận quá đẹp luôn. Dạ, bây giờ những ai có cái đàn ông như thế này thì ok lắm mọi người. Khu vực này để chụp đàn, khu vực này để chụp đàn để cho mọi người xem cái đàn này. Đàn này rất là khủng mọi người nhé. Đàn ông, đây là đàn ông khủng đây mọi người. Đàn này để đủ đủ tiêu chuẩn để làm chúa đây, để cuối năm làm chúa. Nhìn cái nắp thì mọi người biết là cái đàn ông nó như thế nào rồi. Rất là kinh khủng luôn.